Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Nay em sẽ lên trên cái đỉnh đồi giáp danh giữa hai xã, đó là xã của em và một xã bên là xã Tiên Kiều giáp với xã Hùng An nhé, các bác nhé. Ranh giới là em đang đứng ở bên, lát nữa em sẽ quay xem cảnh hai xã nó khác nhau như thế nào. Thì nói chung ấy, để khác thì ở bên này. Trước tiên trước mắt các bác nhìn thấy đây. Các bác nhìn xa xa nhé. Đó. Nhìn xa xa tít đằng kia. Ở đây nhìn ở dưới này là một thung lũng các bạn. Đó, một thung lũng nhá. Đồi gọi là vẫn còn từ từ sơ khai, gọi là còn nguyên 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 sinh. Từ nguyên thủy luôn. Thì dưới này chủ yếu là cây lá giang các bác. Cây lá giang này, cây trầu này, cây tampa này. Và những cây tạp thôi, những cây gỗ lớn là người ta cũng đã chặt rồi. Chim thì rất nhiều, cầy cáo viết trên cầy kia có nhá các bác nhá, họ vẫn thường bẫy được. Và chim thì ở thung lũng này nhiều, rất nhiều đấy. Thì đang đang hiện tại đang ở bên này thì tít sang đỉnh kia tất cả bên này, nhưng mà chỗ này khuất quá, không em lên chỗ đỉnh kia thì sẽ nhìn thấy đường nhựa ở tít dưới kia, sẽ nhìn thấy trung tâm xã Hùng An và đây là khoảng đất Hùng An. Còn có thể những đồi xa xa kia nó có thể còn là của các xã giáp Hùng An nữa. Đây các bác, đất thì rất rộng, chỗ này nó sẽ vào mấy chục ha ở chỗ này. Đấy nhá. Em hôm nay đang lên trên này tra ít ngô, rồi tranh thủ quay cho các bác xem mảnh đất. Đất bên này ấy, để em thấy đất trồng màu ngô kia thì rất tốt, không hiểu sao cây cối để hoang sơ hay sao nên là không 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 được đẹp cho lắm đó. Chỗ này thì dân bên này phát, người ta phát đi rồi để không như vậy. Buổi chiều các bác nhá, bên này buổi chiều các bác ấy đem trâu ở đây chăn rất là nhiều luôn, chắc là cả một cái thôn dưới này luôn, nó vào mấy chục con đến hàng trăm con trâu lên cái bãi này, hầu như là chỉ là bãi chăn thả thôi các bác. Đây em sẽ vòng lên đây. Đó. Bên này này, các bác nhìn bên này là xã đất Tiên Kiều bọn em này. Đó. Đất Tiên Kiều nhá, các bác nhìn xa nhá. Ở gần thì cũng bên Tiên Kiều thì đất cũng rộng lắm. Nói chung ấy, đứng ở trên này mà ngắm, nếu mà các bác mà có một cái ống, gọi là ống nhòm để ống ngắm ấy, để nhòm đi mà là ngắm, thì ở đây hôm nay trời nắng rất đẹp, nhìn xa đến trên 10 km nhá các bác nhá, nói ở trên 10 km về núi, núi cứ chập trùng nhìn rất đẹp này. Để em zoom lại một tí này. Đó. Zoom lại thì không ấy, đấy các bác cứ nhìn xa xa ký ký. À ở đây nhìn ra đến huyện được, huyện thì nhìn ra đằng kia các bác nhá. Ở kia nhìn thấy cả thác thác Thúy ấy, gọi thác Tân Cương các bác nhé. Các bác mà ở huyện Bắc Quang bọn em thì các bác biết là thác Tân Cương nhé. Cảnh ở đây thì nếu mà đứng ở đây thì nói chung là nhìn thấy khoảng huyện, một chút đất ở huyện Quang Bình, nó thuộc Hương Sơn các bác. Xã Hương Sơn, nó thuộc cả xã Hương Sơn ở đằng này. Cả huyện Quang Bình là huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang này. Còn đứng ở đây mà nhìn sang các xã thì nó rất nhiều xã luôn, xã Vĩnh Phúc này, xã Vĩnh Hảo này, xã Tiên Kiều, xã Việt Hồng, xã Hùng An, huyện thị trấn Bắc Quang luôn. Đó, các bác nhìn em quay cảnh nó chói quá, không biết các bác có nhìn thấy gì không, em cứ quay vậy nhá. Quay chậm chậm rãi nhá. Đấy nhá, đây trước mắt em đang quay đây là xa xa kia là thuộc Bắc Quang nhá các bác nhá. Đó, thác Thúy, thác Tân Cương ấy. Ở đấy thì bây giờ đứng ở đây quay ấy, thì chỉ nhìn thấy đồi, bởi vì nhà dân cư và đường xá và tất cả những công trình nó nằm theo những thung lũng các bạn, bởi vì đây là tỉnh em, tỉnh vùng cao. Đó, các bác nghe gió thì tiếng gầm của những con hổ vồ, những con xe công rất rú vang ở những cái con đường ở bên này. Bên này ráp gần nhất là con đường ở đây ra gần nhất là đường ở xã Hùng An. Đó, xã Hùng An. Đó, vòng vòng lên trên. Không hiểu sao nhé các bác nhé, ở đây xã Hùng An này, lên 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 nó ngược lên, ở đây là đầu dưới này, đường dưới này xuôi xuống Hà Nội này, ngược ngược lên trên này là lên 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 trên này là có đường lại rẽ sang đất Tiên Kiều bọn em, thì lên trên nữa là Bắc Quang.
Còn dưới xã Hùng An là giáp với Vĩnh Hảo với Vĩnh Tuy. Thị trấn Vĩnh Tuy và xã Vĩnh Hảo. Đây các bác nhìn. Nhìn dần lên đây. Đây, em lên đây. Bây giờ sẽ tiến lên đây. Có khả năng video cũng khá dài bởi vì em sẽ chủ yếu quay cảnh cho các bác xem. Bên này là thuộc của Hùng An các bác. Còn bên này là thuộc của Tiên Kiều. Em đang đứng dưới đây. Dưới một giọt nước nào, tức là nước tràn sang bên nào là đất của xã bên đấy. Đây, còn xã bên em đây. Đây các bác nhìn xã bên em ở bên này thì đất em thì là đất cam. Nên là các bác, em chắc sau này mà có điều kiện em sẽ lên đây là quay với máy hiện đại để cho các bác ngắm nhìn quê hương của bọn em. Gọi là quanh quanh mỗi xã nó có một điểm khác nhau các bác nhé. Ở bên em này các bác nhìn xa xa này, những đồi phát chọc chọc, nhìn chọc chọc vậy là họ một phần là chè và cam. Và bên Hùng An chủ yếu là chè nhé các bác nhé. Bên Hùng An này ít cam hơn. Và nhìn xa hơn nữa thì gọi là bên xã Vĩnh Phúc. Đấy, Tiên Kiều em giáp với cả Vĩnh Phúc thì những bãi cam xanh dờn kia. Và Vĩnh Hảo nữa. Đây các bác. Còn là những dải đồi kia nó là thuộc là những cái cây keo, cây bồ đề. Đây, bây giờ em lên đỉnh. Đỉnh này chưa gọi là cao các bác. Đây em đang đi theo dông này. Chưa gọi là cao được này. Chỗ này chưa cao đâu nhá. Đó, nhìn cảnh. Nhìn bằng mắt thường ấy, nếu mà buổi chiều cứ như này ấy, mà dựng một cái lán ở trên này các bác, ngắm được, đứng ở một nơi mà ngắm được mấy xá liền. Và hơn nữa là cảnh rừng núi. Nghe chim hót. Vượn thì không thấy kêu đâu cả. Vượn thì không thấy kêu nhé các bác nhé. Vượn thì không thấy kêu mà chim thấy hót. Đấy, trời hôm nay khá nắng. Mọi người thì em thấy ầm ầm bên kia họ đi làm lá rang các bác. Đây. Ấy, con chim. Có, ui, quá hay. Nó hót rất hay và kêu, nó kêu. Nó bắt nhịp rồi các bác, không biết các bác có nghe theo. Đấy là những con họa mi đất và những con chích tre than, tre lửa. Ui, nó bay vừa đây. Ui, vừa đây. Chim non. Mọi người, chim non, chim này mà gặp phải những bác thợ mồi thì xong rồi. Đây đấy, bác nhìn nào. Lắm chim lắm các bạn. Đấy, em đang quay đến đây thì không biết đây thì bên trên kia nó còn rất cao các bác. Em là lên đến tít đỉnh trên kia. Mà lên đến đỉnh kia thì hầu như là ngắm khắp mọi nơi luôn. Đây không biết là em vào chỗ dâm này em xem các bác có nhìn thấy cái gì không nhỉ? Không rõ là em đang quay này các bác sẽ nhìn thấy gì. Các bác nhìn xa nhá. Đó. Cảnh quê hương lên ở trên này thì thấy nó yên tĩnh, cảm giác nó rất bình yên. Thời buổi bây giờ là hiện tại là tình hình dịch bệnh COVID
COVID-19 ấy, nCoV là đỉnh điểm, giờ là diễn biến phức tạp. Mà nếu mà cứ ở lên trên này mà ở thì lại thiếu luôn lương thực nhỉ, thuốc men. Mà cứ ở dưới kia thì lại lo. Đây các bác nhìn này, dân ở bên này chăn trâu, những cây bồ đề người ta cho trâu ăn hết ngọn. Đó, đó là trâu ở xã bên khác sang. Đây các bác nhá, cái dưới kia, cái lán các bác nhìn thấy lán, cái lán em ở dưới kia. Đó, từ tay em chỉ nhá, đấy là cái lán em đấy, cái lán mà em đang trồng ngô đấy ạ, trước là vái cam ấy. Đây thì cho các bác xem cảnh này. Đấy, đây là phía trước các bác đang nhìn thấy nhá, là đồi núi này, rừng keo này, vườn cam này, vườn chè này, lâu lâu có một cái mái nhà. Vâng, bởi vì dân thì cũng thưa, mà nhà thì nói chân thành ra mà nói thì người dân thì toàn lấp ló ở những cái theo khe suối và theo dưới cái lùm cây, nên là qua cái góc nhìn của máy quay thì không nhìn thấy được. Còn qua mắt thường thì ở đây nhìn thấy núi này trùng trùng điệp điệp. Nhìn xa có những cái vườn cam mà ở đây chỉ muốn sao mà chắp cánh bay ra được đến đây để xem luôn, xanh rờn luôn. Những cái hàng mà những cái cây cam nhé, mà cây những cây mà nó 5-7 tuổi thì nhìn nó xanh rờn, còn những cái cây mà nó trồng 3-4 tuổi nhìn hàng thẳng tắp luôn, nhìn xuống lắm, nhìn đã con mắt luôn. Đấy, ngược lại quay sang bên này một chút, nghiêng, chỉ cần nghiêng sang bên này một chút nó đã thuộc xã khác rồi. Và sang bên này một chút nữa là nó là thuộc ra trung tâm huyện Bắc Quang. Còn ngược đi xa xa một chút nó là thuộc xã Việt Hồng các bác. Còn xuống dưới này nó là thuộc xã Tiên Kiều của em. Đi xa bên dưới kia nó là thuộc xã Vĩnh Phúc. Đấy các bác nhìn thấy là các bác hiểu ở chỗ. Nhưng mà các bác mà ở địa bàn huyện Bắc Quang thì được xem thì biết em đang đứng ở cái vị trí nào. Vị trí này nó là cao nhất ở cái, nó vẫn là theo cái dông này nhá, cao nhất nó là đỉnh kia cơ. Vị trí này là nó là cái đỉnh lên, cái chỗ lên cao nhất của cái thôn em ở chỗ này. Đấy các bác nhá, em tiện thì em leo, mà suốt em leo từ dưới kia lên đây nó phải nhìn vậy thôi, em xuống đến lán ấy nó phải giờ 700-800 mét nhá, gần cây số các bác. Bây giờ em sẽ lần lại ngược lại xuống đây, xuống đến chỗ kia không em lại vượt sang kia nhá các bác nhá. Theo trên này em đoạn này em sẽ ngắt đi một đoạn, em sẽ đi, em bây giờ em đang ở trên này, em sẽ đi xuống dưới kia. Xuống dưới kia là đây, bên này em đang đứng là đất Hồng An này, thì em xuống dưới kia em vòng sang cái khe kia thì sang đất mình là em về. Thì qua đây thấy các bác thấy không, đất thì chỗ thì bỏ hoang, đất đây thì không hiểu của nhà nào, nhưng mà các bác đấy đã phát đi rồi, phát đi mà để hoang vậy để cho cỏ dại mọc chăn trâu thôi các bác. Cỏ này chỉ để chăn trâu thôi, chắc là hay là trồng cái gì vào trâu cũng phá quá nên không trồng được thì cũng không rõ. Giờ thì bác theo chân em vòng đây xuống dưới thôi nhá. Em thì sở trường thích leo đồi núi. Đấy. Có rất nhiều nơi thì thiếu đất sản xuất, nhưng mà ở đây dân lại bỏ hoang đất này, rất nhiều đất bỏ hoang luôn, đất này chỉ để cỏ mọc chăn trâu. Mà theo như các bác biết rồi đấy, những cái trang trại lớn người ta chỉ cần vài dăm 7 ha thôi là người ta đã nuôi được đến trăm, đến hàng trăm hàng ngàn con trâu bò. Nhưng mà ở đây người ta bỏ hoang vậy, không hiểu sao. Đường thì họ mở nhá các bác nhá, đường hoa mai lên đến đây, tí nữa các bác nhìn thấy này. Đường thì rất thuận tiện, đường này sau đây, dưới này có một đồi keo rồi, keo cấy nhỏ lắm. Keo người ta trồng, thứ nhất chắc là giống cây không được tốt. Để em quay cho các bác, cây keo của nhà em nó không như này các bác nhá. Thứ nhất là giống không được tốt, đây các bác nhìn này. Đồi này cũng theo em nắm thì thấy được 3 năm nay rồi, mà 3 năm cây keo có bằng này. Đấy là cây to nhá, còn những cây nhỏ này
bằng chuôi dao này. Đó, còn những cây chả đâu đâu. Thứ nhất là em thấy có khả năng, thứ nhất là về giống này, thứ hai về cách chăm sóc của người ta, chăm bón của người ta nữa. Còn chất đất thì em thấy nó là tốt rồi, không phải đất xấu đâu các bác nhé, bởi vì vẫn có cây tốt lên mà. Nhưng mà đất xấu thì cả đồi đều xấu cả. Cái giải bên này có cái nhóm bồ đề mà đẹp, cây to các bạn, cây thưa nhưng mà nó to. Có cái đường mà họ múc không hiểu là làm gì, chắc là mục đích để sau này khai thác cây chăng. Em mà đi bộ một lúc ở đây đi mất 15 phút là ra đến ủy ban xã Hùng An luôn các bạn. Đây bãi này trâu vần quần do thì tả tơi, tức là đất cằn hết rồi. À dân người ta có trồng chè đây nhá, bỏ rồi đây. Chỗ này ngày xưa người ta cũng trồng chè, trồng cam. Trồng chè, trồng cam nhỉ. Đây cây cam này, bỏ hoang. Dưới này, đây cái đường này không? Đường này hoa mai đi được. Đường này máy múc mở nhá, máy múc mở thì chỉ hoa mai đây. Dưới này người ta vẫn trồng keo, keo chứng tỏ trồng vẫn lên tốt mà các bác ấy trồng có mét mét hai này lớn Hà Nội. Chè à, hóa ra ngày xưa người ta trồng chè các bạn. Đây chè này, chè già có cả quả này, để trồng chè các bác. Nào mở ấn đường lên đây sẽ xói mòn hết rồi. Em ra đến cái khe này thì em lại ngược lên. Ui, chỗ này nếu muốn đi chắc phải sửa. Xe muốn đi chắc phải sửa các bạn. Bây giờ không thể đi được. Xói mòn hết. Keo đây, à đấy. Keo đây giống này chắc tốt này. Lá to này quá. Đây nhá, trước ngày xưa đem đi sang bên này chơi, sang nhà cô ấy thì cũng đi đường này. Ôi thôi, còn mỗi con đường này. Đang tìm kiếm cái đường để vượt sang đồi bên mình. Lúc đấy biết thế em đi xa kia luôn cho nó lành. Thôi được rồi, đến đây chấp nhận phải đi qua đây. Đây là cái lối đi mà, đây là lối đi từ xưa các bạn. Quá là mệt đi các bác ơi. Tiếng ve kêu nức nở chỗ này. Đây. Em vừa chui từ dưới bãi chè bên này. Đây nhá các bác nhá. Bên bên tay 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 trái em này, bên trái là đất Tiên Kiều em, còn bên bên tay phải là đất Hùng An. Hùng An ấy. Đất Tiên Kiều là cũng là đất của bên nhà em luôn. Em bước sang phát. Đây em bước sang đất bên xã mình này. Đây. Đó, giờ em sẽ đi xuống. Không thể tả nổi các bạn. Đây, chỗ này của em vẫn còn để này các bạn, chưa phát đến này. Cũng có đấy, có chỗ dưới thì phát rồi, còn một chút chỗ này chưa làm được, mỗi năm làm một chút ít. Đất ở đây thì xin thưa với các bác là trồng ngô không cần phân các bạn. Đẹp cực luôn đấy. Đây chỗ này chỗ thằng em nó trồng cây, nhưng mà cỏ rậm quá không lên được, chết hết. Giờ lại phát trồng lại, mất khá nhiều công. Mỗi lần phát thì phát hai lần thì mất tiền chục. Cái bồ đề mặt đi này, quay này, các bác sẽ khó coi, em cố gắng nhé. Hôm em đi một lúc nữa là em xuống đến bãi mà lúc nãy em đứng trên đỉnh kia các bác. Cam rẻ thì bỏ rồi các bác. Này,
những cây cam bỏ hoang này. Lâu lâu vẫn có quả nhá, quả để quả cam ấy, để thôi sắp ăn được. Vẫn có cây vải quả. Cam này nếu mà được giá phục hồi là lên ầm ầm luôn. Nếu mà giá này thì không chăm làm gì. Có lại ung tùm. À, qua đây xin nói đây, qua đây xin giới thiệu với các bác một chút này. Thằng em nhé, còn trong làng, trong anh em, trong họ hàng thì chỗ này, chỗ bãi này là toàn lau sậy này, đất thì đất màu tốt, trước trồng cam rồi bỏ bia đang vừa phát xong. Đây diện tích với diện tích thì khá rộng, nên tít đỉnh kia vòng vòng hết kia, hết đây, hết đây, hết đây. Nó giờ tầm 3 ha các bác nhé. Bác nào thiện chí muốn trồng cây hay là gì thì cứ ới em sẽ liên hệ để anh em trồng bất kể cái cây gì mà các bác cảm thấy thích. Ở trên này nếu mà bác nào mà muốn mở cái trang trại thì tất tổng khu vực này nó rơi tầm, các bác thì khoanh vào tầm 10 ha thôi các bác, không cần nhiều. Các đến này mà chăn nuôi, chăn gà, chăn lợn, chăn trâu bò được. Còn em thì không có lực để làm các bác, làm nhiều thứ các bác không có vốn để làm. Bác nào mạnh vốn mà muốn đầu tư trang trại thì mảnh đất trên này là phù hợp trồng cây cối, nào là hoa màu, nào chăn nuôi, chăn gà là cũng ok các bác. Ngày xưa nước vẫn còn ra, người ta đào giếng đây, giếng về vẫn có nước các bác, đó vẫn có nước, nước là nước mưa ngấm xuống còn giữ thoải mái các bác nhé. Cái mùa này giếng vẫn có nước, mà mùa kia là hết. Có đặt máy khoan lên đây thì được, điện đường kéo lên đây. Đấy, sáng nay em lên bãi trồng ngô thì mới phun được cả mấy bình thuốc, vừa phun xong tranh thủ. Đây các bác nhìn nhá, đây đấy, lúc nãy em đứng ở trên đỉnh ấy, em quay xuống lán em dưới này, đây em đang phun dở đây. Đây ngô vừa mới tra chưa lên đâu, mấy ngày nữa lúc nào ngô lên đẹp lên đây quay cho các bác xem. Đó, cái video trước em nói là vườn cam bạc tỷ ấy, thì có anh gì ấy nhỉ, anh gì bảo cái gì mày tao gì, nhưng mà cái bình luận như vậy ấy thì không hay cho chút nào. Bác ấy thì không cần nhất thiết để bác phải nghe và tin em làm video thì như vậy. À, thực tế lên thì chơi, giới thiệu cho các bác đúng không? Đấy. Ui nắng quá nhé các bác nhá. Thì thôi video em đến đây thì em phi xe về nhà thôi, đến khá muộn rồi, thời tiết khá nắng nóng. Thì chân thành cảm ơn tất cả các bác đến với video tiếp theo sau này của em, thì các bác hãy ấn nút like, ấn nút đăng ký để ấn nút chuông nhé, để theo dõi những cái video sau này. Vâng, thì bác nào có nhu cầu về đất, về mọi thắc mắc tư vấn, đây là em hôm nay là em quay cái cảnh để cho các bác là ngắm nhìn vậy thôi, cũng khá lâu em không lên thì em thấy cảnh đẹp em quay. Vâng, xin kính chào tất cả các bác nhé.